Mình cứ đi trước nè. Vâng, ông lừa cái to trước. Đấy, bây giờ thì cháu Đức sẽ dừng ghi hình là cùng ông làm một chút đã. Và vận chuyển đi xuống dưới đã, cháu Đức sẽ ghi hình thêm các bác. Tại vì nặng quá, một mình ông không làm, thì cũng không được. Nóng ấy. Một mình cháu Đức thì cũng không được. Hôm qua cháu là ba người nhấc lên xe đấy ông ạ. Dạ. Đêm là đi qua dưới kia là bóc đầu ghê lắm. Tại ông đúng rồi. Vừa vào đây đấy, hai ông cháu là một người ở trước, một người ở sau. Nặng không? Nặng đấy. Nặng à? Hơn 30 cân đấy. May là qua đoạn gần thôi, nếu mà xa quá thì xa thì không đi đâu. Xa thì không đi được đâu. Đấy, mặc dù là thùng bé đâu nhưng mà nó nặng quá các bác ạ, thùng này ấy. Có đấy, vừa mới mở ra thì chúng mình nhìn thấy là có khá là nhiều đôi giày được các bác này. Thì chú chụp ảnh như nào? Nào im nha, cười nào. Cười nào. Nào mạnh để tay xuống, nào mạnh không cầm. Rồi. Đấy, đẹp chưa? Có thích không? Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Và hôm nay trước khi mà cháu Lực xuống thì cũng có đem thêm là rất là nhiều phần quà mới dành tặng tới cho hai ông cháu. Ở những cái video trước thì nếu mà các bác có theo dõi thì các bác cũng đã biết được rằng là sẽ được là hai chị Nguyệt Thí dành tặng cho hai ông cháu thêm một cái phần quà. Phải nói là cái phần quà này từ trước đến giờ hai ông cháu là chưa nhận được và chưa từng nghĩ bao giờ cả cô bác ạ. Và không phải là riêng phần quà này đâu, phần quà đâu cô bác, mà còn thêm là rất là nhiều những cái phần quà mà thời gian vừa rồi hai ông cháu nhận. Và ở đằng sau cháu Lực cô bác này, cô bác có thể nhìn thấy là một cái xe dây điện rất là lớn cô bác ạ. Ở hôm trước thì cháu Lực cũng có đá cùng với lại hai ông cháu là đi vào xá để mà làm giấy tờ và xin kéo điện rồi cô bác ạ. Đây, nhưng mà người ta hứa hẹn với cháu Lực rằng là một tuần. Đấy, nhưng mà hiện tại thì là đã sắp được gần một tuần rồi các bác ạ. Đấy, sắp được gần một tuần rồi cho nên là cháu Lực là cấp tốc. Hôm qua thì đã nghe ra dây điện này thì cháu Lực lấy từ lên từ là 2-3 ngày trước rồi. Đấy, nhưng mà do là cái quãng đường từ dưới huyện lên ấy bị sạt lở ấy, là ô tô không có vào cho nên là người ta không có thể gửi cho cháu Lực được. Đấy, đến hôm qua thì là người ta gửi nhưng mà cũng không có gửi đến tận nơi các bác ạ. Gửi đến cách cháu Lực độ tầm là 7-8 cây nữa. Đấy, thì đêm hôm qua để cháu Lực mấy cùng thêm là một người bạn nữa là đi xuống chở. Và dây điện này thì cháu Lực mua là tổng tất cả là 700m của bác nhá. 700m thì là hôm nay cháu Lực đã chở được vào của bác này. Chở được vào là 700m rồi. Đấy, tuy nhiên thì là cháu Lực chỉ có chở là ra đến đoạn này thôi các bác ạ. Và từ đây đi xuống dưới thì đường đi khó quá, thế là cháu Lực cũng không có chở đi xuống dưới đấy được nữa. Và thêm một cái lý do nữa rằng là mấy hôm nữa thì sẽ kéo điện các bác. Thì sẽ kéo ở đằng sau cháu Lực này này các bác này. Là đi xuống, ở trên này thì có một cái đường dây điện các bác ạ. Là nếu mà như nhà nào muốn kéo thì là mua dây điện kéo từ đây và đi xuống dưới các bác. Còn dây điện này các bác này, ở đây thì cháu Lực mua là tổng tất cả là 700m các bác nhá. 700m thì có thể là từ đây đi xuống nhà hai ông cháu thì là cũng tha hồ rồi các bác. Nếu mà thiếu thì cháu Lực sẽ là bổ sung sau thôi. Và ở đây thì là cháu Lực mua với giá là 12.000 một mét các bác ạ. Tương đương với lại là nhân cho 7 thì bằng là 8.400.000 các bác. Cộng thêm là 600.000 tiền cước xe nữa thì rơi vào tầm là 9 triệu. Đấy, tổng số vật liệu này là đến đây là 9 triệu đồng. Đấy, còn máy nữa khi mà kéo điện đấy các bác thì có thể là bên điện lực sẽ phải là lấy thêm là vài trăm nghìn nữa, người ta lắp cung tơ này với lại cung cán của người ta nữa, thì cái phần đấy thì cháu Lực sẽ chi sau. Và hết bao nhiêu tiền thì cháu Lực sẽ gửi, thì cháu Lực sẽ là bảo với lại là hai chị là Nguyệt Thúy ở đây, thì được là hai chị Nguyệt Thúy là có nhắn với cháu Lực trước rồi cô bác ạ. Và phải nói là rất là cảm ơn tới tấm lòng vàng của hai chị Nguyệt Thúy đã luôn luôn yêu thương tới bé Mạnh cũng như là ông. Hiện tại thì cháu Lực đang đợi ông Sò lên để mà cùng cháu Lực là tháo gỡ những cái dây co này này các bác này. Đấy, những cái dây co xong là để mà nhấc xuống nữa. 700m thì là rất là nặng các bác ở đây ấy.
không thấy là ghi là ở đây thì cháu Lực là không thấy ghi là nó là rơi vào tầm bao nhiêu tạ nữa, bao nhiêu tấn nữa. Chắc là đâu đó độ tầm là 8-90 cân gì đấy các bác, một tạ thì chắc là chưa đến đây. Và thêm một phần quà nữa là hôm qua cháu Lực vừa mới nhận được của hai chị là người Thúy gửi cho cháu Lực các bác nhé. Vừa rồi thì cháu Lực có làm là hai chuyến, thì chuyến đầu thì cháu Lực là chở quà, còn chuyến thứ hai thì cháu Lực là chở dây điện. Vậy ở đây thì thêm một phần quà nữa mà cháu Lực đã chở là ra đến đây rồi các bác. Trong này thì hiện tại là cháu Lực chưa biết là trong là cái gì cả, nhưng mà nhìn ở những cái vỏ bề ngoài thì thấy là ghi là bánh kẹo này, quần áo này và đồ dùng cá nhân nữa. Còn là dây điện thì cháu Lực sẽ gửi lại bên nhà của bố mẹ anh thợ các bác ạ. Đấy, nhà của anh Phòng thì là ở tít phía bên kia đấy, nhưng mà do là không may là bị sạt lở là lấp hết nhà rồi, cho nên là vợ chồng của anh Phòng hiện tại là đang ra ở nhờ nhà bố mẹ một thời gian. Ở dưới kia thì chó sủa rất là ghê, cho nên là chắc là phải lên trên này để nấp cho nó đỡ nhìn thấy, cho nó đỡ sợ, đỡ sủa đi. Từ nhà của ông thì từ dưới kia lên thì đâu đó là cũng phải tầm là đi bộ là mất tầm 30 phút đấy cô bác ạ. Thời tiết là mùa này thì phải nói là rất là oi cô bác ạ. Không biết là mấy anh em thợ cũng đã mua quạt đi xuống dưới kia chưa. Ở dưới kia thì là nóng hơn ở trên này nhiều cô bác ạ. Nó thấp hơn nhưng mà nó không khí của nó ẩm hơn đấy. Còn về đường điện thì là mấy nữa cho Lực xé kéo từ tít phía bên kia các bác ạ. Tay của cháu Lực chỉ là chỗ mà cháu Lực tập kết vật liệu đấy các bác. Nếu như các bác có theo dõi là một cái video mà cháu Lực là cũng đi khảo sát về đường điện rồi đấy. Còn là về cái dây điện mà cháu Lực mua này các bác này, thì dây điện này là rất là to các bác nhá, và dùng thì rất là thoải mái. Cháu Lực cho các bác là xem cái lõi đồng nó nào, không biết là ở bên góc nào đây. Hôm qua thì là nó bị tuột ra, khó tìm đôi lúc mà đây này các bác, đây, đấy. Không biết là các bác cháu Lực tự bắt nét á, đây không biết là các bác có nhìn thấy không các bác. Đấy, đây cháu Lực đang cầm của các bác này. Ở bên trong thì gồm có là cháu Lực đếm đang bây giờ đang nhìn thấy sơ sơ là 1 2 3 này là 7 dây đồng của bác nhá. Đây là 7 dây đồng này, thì loại là dây điện này là hai ông cháu đã dùng thoải mái rồi. Có những loại dây thì nó sẽ có những loại dây thì là nó vẫn to hơn các bác, nó vẫn to hơn đấy, nhưng mà là hai ông cháu thì sử dụng là cái dây này là hợp lý thôi. Thế còn là bây giờ thì cháu Lực lại ở đây là đợi ông một chút đã, để một tí nữa ông lên thì cháu Lực sẽ tiếp tục là ghi hình sâu các bác nhé. Sau một thời gian thì chờ đợi là hai ông cháu thì hai ông cháu cũng đã lên đến nơi rồi các bác. Có mệt không ông? Mệt một tí à? Nào, mệt nào? Con chào các bà. Thế cùng ông lên à? Có nóng không? Nóng. Nóng à? Thoát hết cả mồ hôi rồi các bác. Hôm nay sáng nay thì mạnh được nghỉ đúng không? Vâng. Rồi nào, Quyết nào? Con chào con các bà. Rồi, Quyết với lại Mạnh thì là hai bạn nhỏ là ở gần nhau các bác ạ. Vừa rồi thì là cháu cũng điện cho ông rồi ấy, thì cháu đang để dây điện ở trên nhà của cái bố mẹ của anh thợ ấy. Thì bây giờ ông cùng cháu lên trên để mà di chuyển đi xuống cất cho nhau nhá. Vâng. Ông đi trước đi ông. Vâng. Ông với Mạnh đi trước đi. Thanh niên này. Mày anh thợ là hôm nay xây tường cao lên đến đâu rồi không? Cao gần mét. Gần mét rồi à? Mét dưới rồi. Vâng. Mét túi mét dưới. Vâng. Các em thì là thời tiết nắng nắng này các bác này, thì không có mặc áo dài tay gì cả, vẫn chơi quần đầy áo cọc cho nên là người rất là đen. Hôm nay bố mẹ của Quyết là đi đâu rồi? Bố mẹ Quyết có ở nhà không? Ông
Ông với Mạnh là ăn cơm xong rồi chứ ông? Vâng, cơm, ăn cơm trưa xong. Ông sáng này, hôm trước cái thằng anh kia nó mướt thì hôm nay đi thăm nó một tí. Thế là sáng nay là ông ra làng bên kia à? Vâng, điện mới điện cho ông về. Lúc mà cháu điện cho ông thì ông mới về đúng không? Vâng. Phải, nếu còn chó nữa. Nhưng mà một tí mình đẩy dây điện thì chắc là để lên trên nhà của nhà trên này thôi chứ ông? Vâng, chắc gửi đây trước á. Nếu mai ấy, đi kéo thì... Không là không vác được đi xuống dưới đâu, vác đi xuống dưới là mấy nữa mình kéo thì kéo từ dưới kia lên là mệt lắm, kéo từ trên này xuống rồi. Vâng. Nó kéo đi đường này xong rồi bên kia kéo lên một tí nữa là đến cái cuột kia là... Đâu? Bà Phúc mà đi đường này cũng được. Buộc đây ông ạ, cháu ơi, cháu đi buộc. Đi mày. Hai thanh niên này là đi đường là nhìn thấy gì là cứ phải nhìn, bao giờ chán lên hồi này. Tầm tuổi này là rất là thích chim cò. Thời tiết nắng như này thì mấy anh em thợ không làm thì không khó khăn, nhưng mà phải nói là rất là nắng nóng các bác ạ. Đến đây không? Ôi. Hầu như là ở trên nhà là không có ai ở đâu bác, là chó là đã bẩn vào phố yếu lên phố mày gì mà trên này bảo hả mà cô anh ấy lấy hộ em buộc chó lại tí nhá, anh ấy đủ cái điện cái về đây đi. Có xe rùa không em? Ở nhà có xe rùa không? Xe rùa không rồi. Lán rồi à? Lán rồi. Thế thì làm này hay nhiều người ông nhỉ, đi. Là Phúc bảo hả? Phúc còn mèng cho kết cho mình còn. Ông ơi, ông ra kia tìm một cái cây đi ông. Sao đâu một tí để mình khanh nhau. Nhà có cây nào không anh? À không, em cho anh mượn một tí. Tìm nữa. Phải, cùng. Chơi đi. Mèng à? Mèng à? Đây là con của anh thợ này của bác ạ. Năm nay thì là hình như là được hơn 2 tuổi một chút thôi. Ông xem có cái cây nào không? Có. Nhà của anh thợ là mấy hôm nay là chuyển hết đồ đạc là ra nhà của bố mẹ anh là để tạo thời gian. Bây giờ mà anh dựng được thì anh ra lại tiếp tục ra ở riêng. Cái cây trên này dài quá không nhỉ? Em rồi, phải bé. Không thấy không? Xem bữa nay có không? Có nhìn không? Thôi, nhà của bố mẹ của anh thợ thì cũng bị sạt rất là ghê. Chó đi quá. Đi đâu? Đi của dép chắc là đi của bà hay sao rồi, rất là to. Cái đấy không khanh được đâu ông ơi, ông phải lấy cái cây tròn tròn này ông. Nó nặng lắm nhỉ. Ông ấy tìm xem có cây tròn tròn không. À dưới kia ông nhỉ, đằng sau của em gái kìa. Ông bắn lọ. Ra. Thế này ế là em nộ. Nặng lắm không được đâu. Nặng lắm không được đâu ông ơi. Đang không biết là tìm cái gì để cho cô hay sao ấy. Không khó. À đây đây ông.
cái này, không rút cái này, xem rút được không? Rút cái cây cành sa mộc này. Đây là cái gì đây? À, đây à? Đấy, mạnh thì là tìm thấy cái thùng quà rồi các bác, thùng quà thì mới rất là để trên đây rồi. Đấy, ông dùng cái đấy mới được. Đi lâu một tí. Không lâu đâu mà ông. Áo cháu cũng áo lao động thôi mà. Áo lao động. Không phải lâu đâu mà. Tí là đi. Ông thì giặt luôn. Áo cháu lực là bẩn quá. Dạ. Tôi bảo là không phải lâu đâu. Buộc chắc cho anh nhá. Cháu lực rất là ám ảnh về cháu. Ôi ôi mày. Cũng kể một chút này. À, hồi nhỏ cháu lực là. Mà ghép to thế cơ. Có được nhà mua tivi đấy các bác. Giờ đấy còn dùng cái tivi đen trắng thôi là đi mua. Đi lấy cái rác ấy, đi ra hàng xóm mượn. Đây là chó nhà hàng xóm là thành ra là ra cắn chơi chó được chơi như kiểu một cái bóng đấy các bác. Cái đấy là cũng bằng tuổi tầm nó hơn quen học tầm 3 lớp 4 này. Bao nhiêu to chứ? Cả thanh niên này cũng lên xem này. Nó hụt tóc một trời rồi này. Mày có khanh được cái này đi không? Khanh đi xuống cái kia cho chú. Không được không? Không được à? Nó hụt tóc một trời rồi. Thế nào? Đây chưa? Đấy, đây, mỗi người vào bên nào đi. Vắt trong thảm bấy. Khánh đi. Mày không bắt đầu kết à? Mày không kết chỗ đấy. Quyết rồi, mày ở đằng sau này mày. Mày ở đằng sau này, quyết ở đằng dưới. Đấy, Khánh đi. Thả cây đi. Đúng rồi, Khánh đi xuống dưới. Đấy. Đấy, bây giờ thì lấy luôn ở dưới đi ông ạ. Vâng. Cháu sẽ ông là cùng ông là một phát từ bên này đâu nhá, luồn từ đây nhá. Mình cứ đi trước nhỉ. Vâng, ông luồn cái to trước. Đấy, bây giờ thì cháu Đức sẽ dừng ghi hình là cùng ông làm một chút đã. Okay. Và vận chuyển đi xuống dưới đã, cháu Đức sẽ ghi hình thêm các bác. Tại vì nặng quá, một mình ông làm thì cũng không được. Nóng ấy. Một mình cháu Đức thì cũng không được. Hôm qua cháu là 3 người nhấc lên xe đấy ông ạ. Dạ. Đêm là đi qua dưới kia là bốc đầu ghê lắm. Tại ông luôn. Đúng rồi. Luồn được vào đây không? Đấy. Đấy, ông xỏ từ đây ra. Được chưa ông? Được nhá. Đấy, ông đi đi. Được chưa ông? Dạ, không lên được mà. Dạ. Được không ông? Ây ạ, không lên vai được ạ. Rồi, từ từ nhau nha, từ. Đấy, hai ông cháu là một người ở trước, một người ở sau. Nặng không ông? Nặng đấy, hơn 30 cân đấy. May là qua đoạn gần thôi, nếu mà xa quá thì xa thì không được đâu. Xa thì không đi được đâu. Đi xuống dốc này là bê đồ nặng các bác ạ. Cảm thấy là hai đôi chân là rất là rung. Để đây cũng được nhỉ? Không, ông ơi, để tít tít xuống xa nhà kia. Không để đây không? Để chỗ nào không vướng không nhá. Cái này không vướng quá. Đấy, đồ. Ông thả xuống đi. Thả xuống, thả đi, thả đi, đặt xuống đất đi. Thả đi, đấy. Đấy, đây thì cháu Lực sẽ gửi tạm. Không để đấy xuống đây không? Đúng. Lấy cả cái hộp gạch, đủ nước cái hộp này cái ra một tí nhá. Cây á. Đây, chắc phải tầm độ tuần nữa. Ông lên đổi cái hộp gạch kia ra một tí. Đấy, ông để vào. À, khênh từ một đoạn là từ kia xuống đó các bác nhé. Mồ hôi mồ kê là các bác nhìn thấy đây. Cháu với lại ông bác, cho các bác nhìn cận cảnh hai ông cháu ấy. Ông cũng mồ hôi mồ kê là toát hết lên rồi ông nhỉ. Vâng. Bây giờ thì đi về đâu? Vâng. Mạnh với lại Quyết thì là cứ tưởng là để trên này các bác ạ, khanh lên lên nhà, khanh lên nhà trên này rồi. Tầm bao nhiêu cân không? Ông đoán không? 17 cân mà. Rồi đi. Cân gì? Tiền mấy đi mày? Tiền mấy nhỉ? Tiền mao bây? Bye bye, bye bye, bye bye cường, bye bye. Bye cường hả?
Chính nào? Đường này mà Mạnh ơi. Nó lên đi lấy cây kia. Bên trên lấy cây kìa không? Ừ. Cây kia hôm qua cháu để làm cây trống thôi mà. Ừ. Xin người ta không làm cây trống rồi. Đâu cháu mình đi xuống trước đi. Cho hai thanh niên lên trên đây tìm đi. Tìm lấy về nhá. Đi đâu đây? Mạnh ơi. Đi đâu? Thấy à, Mạnh lại quyết là chạy lên trên rồi, không lên trên rồi các bác. Tiết thì rất là nắng. Chị đây à, chị đường. Chị đây à. Hôm qua này là đi máy bay về đấy ông ạ? Nó. Hôm qua ông đang ôm ấy. Ừ. Đi nửa vòng trái đất ấy. Ừ, nửa vòng trái đất à? Vâng. Đi máy bay về đấy nhỉ? Đi máy bay về đấy ông. Nó. Chứ không phải là đi máy bay về đến thành phố Hồ Chí Minh. Nó. Thành phố Hồ Chí Minh người ta lại tiếp tục là gửi xe lên trên Hà Giang. Hà Giang lại tiếp tục gửi xe lên Xín Mần. Đấy, đến Xín Mần thì người ta mới trở lên cho cháu Lực. Vâng. Phức tạp lắm rồi. Khi mà ông nhận được những phần quà ấy, thì là ông kiểu ông là người nhận thôi, cho nên là ông không biết là cái quãng đường mà cái món hàng này đi nó như thế nào đâu ông ạ. Vâng, ông không biết đâu. Đây là hai chị Nguyệt Thúy là tự tay đi chọn. Đấy, tự tay đi chọn và tự tay gửi. Vâng. Nguyên cái tiền gửi từ bên kia sang thì nếu mà tính theo tiền Việt ít nhất phải tầm độ 3-4 triệu cái thùng đấy ông ạ. Vâng. Đây có khi là còn hơn đấy. Hơn đấy. Ừ. Cháu Lực cũng nhận được rất là nhiều những phần quà của các bác gửi từ nước ngoài sang rồi. Đấy, nhưng mà phải nói là có một số bác ấy, các bác có nói rằng là cái tiền cước nó cao như vậy làm sao mà sao lại không gửi tiền về để cháu Lực mua đi. Đấy. Nhưng mà khi mà các bác yêu quý các bác muốn tự tay để mà đi chọn lựa xong là đi mua thì điều đấy là nó tuyệt vời hơn các bác ạ. Chứ tiền thì nó cũng chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái tình cảm nó mới là cái thứ quan trọng nhất của bác ạ. Mạnh là hôm nay là không đi học ông nhỉ? Nãy không học, hôm nay thứ bảy. Vâng. Ôm nhau xem nào, mày quyết không ôm à, đi đấy, tức quả đấy ông à, ông đi trước đi. Đấy, mày có đi không? Quyết có đi không? Đi quyết đi nào. Bố quyết là ở nhà mà nhờ quyết ở nhà. Lâu lâu phải nói là được một cơn gió rất là mát ông nhỉ? Mát lắm. Ông mèn. Đâu biết ông bèo quay rồi. Bút sổ chó. Lát chó ông ngon. Ở đây có dây nước của nhà ai đi không? Nhà bộ Quyết đây. Ở nhà Quyết đây à? À, thế là nhà Quyết là đi cũng đi lấy nước xa đấy không nhỉ? Vâng, xa đấy. Như kiểu nhìn là trời sắp đổ cơn mưa hay sao ấy. Thấy là bắt đầu là u ám ám rồi. Sắp mưa rồi. Mong rằng là thời tiết không mưa để mà không khí ở biển Việt Nam ó, ở Việt Nam thế ó. Hai ông cháu. Nước bao hết kèo đó. Và một cái thời gian nữa. Để cho mấy anh em sợ là biển nó Việt Nam ó. Nó bắt lỗ Việt Nam một con ạ. Xây cho nó nhanh hơn chứ không là ngày nghỉ hay làm thì đợi trời mưa nó đợi tạnh mưa thì mới làm được chứ. Rất là lâu mới xong ngôi nhà của hai ông. Tổ ra. Mi, nên đi chủ tứ mà về điện nào. Cái cơm bò bay nào mà. Đường đi xuống nhà của hai ông cháu thì cũng
cũng chỉ gọi là đi ké những con đường mà con đường người ta đi đi làm nương làm ruộng không á, cũng chả có một con đường nào riêng biệt cả. Quay quay. Ủa mà hôm nay có vẻ là thời tiết khô hạn hay sao nhỉ? Cái này nhìn trong thửa ruộng là thửa này cũng có một tí nước thôi. Nó qua lấy cỏ nó cần nước đi, tháo nước đi, chút thảo về. À người ta nhổ cỏ đấy không? Đúng không? À nhổ cỏ nên người ta tháo nước ra. Tháo nước ra, quấy đàm xong mới bây giờ thả nước qua. À. Chủ mất ra đi à? Mạnh là học được một tuần, học được đi học được một tuần rồi ông nhỉ? Một tuần rồi. Mạnh với lại Quyết thì năm nay vẫn là được học là cùng lớp với nhau các bác. Nhà Quyết với nhà Mạnh thì là hai nhà thì cũng khá là gần nhau rồi các bác, cách đâu đó độ tầm là 500m. Chủ mới biết ra gì à? Chủ mà. Thôi rồi. Hồng à, hồng súng à. Nọ chú vừa mua cho lại hồng rồi. Lấy lấy, ngắm bỏ một chút đấy. Mấy anh em thợ thì là bây giờ thì cũng đang đang làm về sau các bác ạ. Đang làm. Anh em thợ thì là mấy hôm nay là vẫn chưa có nấu cơm ở đây các bác, cho nên là cháu Lực vẫn chưa mua thức ăn xuống cho anh mấy em thợ là hôm nào cả. Và không mua nhiều thì cháu Lực sẽ trích cái tiền quý ra mua là cho mấy em sợ là một thùng cá khô chẳng hạn, một hộp. Đây ở đây thì là không có bao ăn bao uống cả, cho nên là những cái việc đấy thì cũng không có phải lo. Thương mấy thương mấy em thợ thì trích ra thôi, thì không phải là đặt ở trên nhà của hai anh em Hải Sử thì cháu Lực cũng đá trích ra. Ông ơi cái đấy bây giờ ông lấy ra cái chốt lán bên kia ông nhá. Vâng. À mấy anh em thợ nghỉ rồi không? À xem mấy anh em thợ đang giờ nghỉ ăn trưa rồi các bác này. À, bây giờ thì các bác nhìn thấy được rằng là lên rất là cao. Ông ơi ông để đấy đâu ông ạ? Vâng. Ông để đấy đó. Xong rồi cháu về ông ở đấy một chút đó. Bây giờ thì hiện tại là phòng ngủ của bác cháu Lực nhìn thấy là cũng được đâu đó là hơn 1 mét một chút rồi. Vào đó, mẹ. Mấy anh em thợ là chắc là đang nghỉ rồi không? Đang nghỉ. Bác cái tùng này từ trên kia xuống thì có mệt không không? Mệt một tí đấy. Mệt một tí à? Cũng là toát hết mồ hôi rồi nhờ. Lúc mà đang lên móng thì có vẻ như là nhà hẹp hẹp ông nhỉ? Vâng. Nhưng mà lên xong thì nhìn lên xong một lúc thì nhìn trong rất là rộng rãi đúng không? Vâng. Và nhiều chỗ này thì là chắc là vừa rồi mấy anh em thợ là cũng vừa mới hoàn thiện các bác ạ. Đây, đây là phòng ngủ đầu tiên này các bác này. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Đây, trong quá trình mà mấy anh em thợ làm ấy thì phải nói là thật sự ra để mà chọn được những cái đội thợ mà mình không phải nhắc không nhở một chút nào, người ta chỉ nhìn bảng vẽ thôi là người ta đã làm, người ta làm được rồi. Đấy, tuy nhiên là các bác cái mấy anh em thợ trong làng thì công cán của nó sẽ rẻ hơn
nó sẽ rẻ hơn so với lại là anh em thợ là chuyên nghiệp của bác nhé. Thì trong quá trình mà làm thì nếu như các bác có nhìn thấy là chỗ nào mà cảm giác như là các bác không có được hợp lý thì rất là mong các bác là chỉ dạy là nhiều hơn. Thế bây giờ thì ông đem cái này ra chỗ mà anh em thợ ngồi nghỉ các ông nhé. Vâng. Để là mấy ông cháu mình bóc ra luôn. Vâng. Xem là cái phần quà hôm nay là gồm những cái gì. Vâng. Mẹ. Ok, chấm về. Thế là anh Phong là đang nghỉ trưa hả anh? Nắng quá không ngủ được á? Thế anh cũng vừa mới tắm về à? Anh cứ mặc áo đi, mặc áo xong nhá. Chú Toán là đi đâu rồi anh? Thế là nhưng mà giờ này là đang giờ nghỉ trưa đúng không? Anh gửi một lời chào tới các bác khán giả. Anh thì vừa đi xuống suối tắm về các bác ạ. Nắng quá anh chịu được. À. Cháu chào công các bạn, chào cô chú anh chị ạ. Và cái công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay làm thì là làm những công việc gì anh có thể là cập nhật cho các bác là biết thêm một chút. Đến thời điểm hôm nay là về cái mặt bên kia là tường bên ngoài kia đấy là anh lên được một nửa rồi. Về tường này. Bây giờ là bên kia là lên được chắc hơn mét nữa là hết tường. Còn thế là công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay là vẫn chỉ là đi vào và xây dựng thôi đúng không anh? Đúng đi vào lên tường thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ là xây chắt, xây lên thôi, nhưng còn chưa được chắt. Đến hôm nay thì là lên tường được bao nhiêu hôm rồi anh nhỉ? Hôm nay là anh lên tường 4 hôm hôm nay. Được 4 hôm rồi, 4 hôm thì có vẻ như là có chỗ để được một nửa nhờ anh nhỉ? Đúng rồi, phía bên kia là được một nửa đấy, tường bên kia là được một nửa. Ra bên kia thì là các bác nhìn thấy là được một nửa rồi, còn là ra tường bên này thì là chưa. Chắc là buổi chiều nay thì lại thêm hoàn thiện bên này anh? Vâng, chiều nay lại về phía mé bên này nữa. Vâng. Chắc buổi nay mai buổi nữa là anh được lên giáo rồi. Được lên giáo à? Nhưng mà cái này là anh bổ sung cắt trước không? Cái này thì các anh cứ xây thôi bây giờ ấy. Xây đâu thì anh đấy. Vậy như là các bác nhìn thấy từ xa này các bác này. Bây giờ thì đã hầu như là lên thành những khung hình rồi. Các bác nhìn thấy là bây giờ nhìn rất là rộng và rất là đẹp đẽ rồi không khu vực các bác. Và bây giờ thì cháu Lực Xé cùng ông với lại Mạnh là ra kia là mở cái phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy một chút. Nóng à? Thanh niên. Ôi, quên tân nữa rồi. Ây da, lại bẩn rồi, lại rửa. Đấy, lại sửa lại. Rồi. Ồ. Các chị là ngủ ở đây à? Ngủ dưới kia. Cho em mượn mic đấy, nhưng mà ngủ đây thì làm sao mà ngủ được anh, nóng thế này. Nóng lắm. Có quạt đâu anh? Cái này không có quạt à? Ồ. Mùa hè này chị vẫn đắp chăn được à chị? Con dín rồi nhờ. Ở dưới này thì là quạt dín rất là nhiều các bác, với lại cộng thêm là nóng nữa. Mấy người nước này đã khóa chặt đâu? Bạn. Ấy rửa đi, lấy rửa trong cái vòi đó. Đấy, được rồi. Đấy, nào, quyết lên Mạnh ra đây nào. Thưa các bác, vừa thì Tấn Lực cũng đã cùng là ông là ở trên đoạn đường thực kia là vận chuyển là cái dây điện rồi. Và hiện tại Tấn Lực đang để là ở nhà bố mẹ của anh thợ. Thì bây giờ nếu mà vận chuyển từ trên kia mà xuống đây thì là nó rất là vất của bác ạ. Với lại cộng thêm là mấy nữa, khi mà mình kéo dây điện thì mình lại vận chuyển là từ đây lên trên kia thì Tấn Lực cảm thấy rất là vất, cho nên là Tấn Lực là quyết định là để lại ở trên kia để mấy nữa khi mà kéo thì Tấn Lực sẽ kéo trên kia xuống. Ông cứ lấy cái đấy kẹp vào đây nào. Đấy. Ông biết kẹp không? Biết kẹp rồi à? Đây, tôi kẹp rồi. Không có cái này là ông nói bé là không nghe thấy đâu. Đấy, và hôm nay thì cháu Lực có nhận được là một phần quà nữa của hai chị đặc biệt gửi cho cháu Lực. Đã nghe ra là cháu Lực nhận được tầm độ là 3 hôm trước rồi. Đấy, nhưng mà do là cái quãng đường bị sạt ấy, người ta không có thể lên được. Thì bây giờ cháu Lực xin được phép là mở cái phần quà này ra. Đấy là ở bên trong. Thế là gồm những cái gì các bác nhé. Thì trước tiên mà đi vào mở quà thì cháu Lực gửi một lời cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy. Chúc hai chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đó là hai chị Nguyệt Thúy có một tấm lòng
rất là cao cả các bác ạ. Hiện tại nhà chị là ở một nơi cũng khá là xa xôi, cách Việt Nam thì ít nhất là đâu đó là cũng giờ tầm là nửa vòng của trái đất rồi. Đấy, và các chị thì luôn luôn tâm lúc nào cũng hướng về Việt Nam và hướng về những người nghèo khổ, khó khăn ở trên vùng cao, cũng như là những cái mảnh đời còn bất hạnh nữa. Ông gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy trước ông nhá, xong rồi để cháu mở. Ông thì chắc là nghe cái tên hai chị Nguyệt Thúy thì không còn xa lạ gì nữa đúng không? Xin hai chị Nguyệt Thúy đã tiếp đến tôi hay ông cháu rồi quà đến tới nhà tôi thì tôi vui mừng lắm rồi. Cháu tôi xin cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy đã quà tới đến tận nhà. Tôi thì tôi xin cảm ơn sức khỏe hai chị nhiều khỏe nha. Đây, còn là vừa rồi là những lời cảm ơn ngắn ngủi của ông đấy, nhưng mà tuy nhiên là những lời đó là lời là rất là chân thật và thật lòng của ông thôi. Đấy, còn là Mạnh bây giờ gửi một lời cảm ơn tới là hai bà Nguyệt Thúy nhá. Còn nhớ hai bà Nguyệt Thúy không? Có à? Thế thì Mạnh bây giờ nói như nào nào? Nhìn ra kia. Đã gửi cái gì cho Mạnh? Rồi, thế thì gửi một lời chúc tới cho hai chị là hai bà nào. Con chúc hai bà. Rồi, gặp cái gì trong gặp cái gì thật may mắn nào. Gặp nhiều điều. May mắn. Rồi. Nào, biến lật quyết nào. Thế thử nói như nào. Nhìn ra kia. Chào các ông các bà. Rồi, vừa rồi chào rồi mà bây giờ là gửi một lời cảm ơn. Con cảm ơn hai bà Nguyệt Thúy đã gửi quà cho con. Con cảm ơn hai bà Nguyệt Thúy đã gửi quà cho con. Một tí là phải đi tắm nhá. Ở đây là có một vết đen đen đấy nhờ. Đây, bây giờ thì tôi được xin được phép là mở cái phần quà ra các bác nhá. Xem là bên trong là có cái gì. Cái này thì phải lấy cắt hoàn toàn được các bác ạ. Tại vì là quá trình mà vận chuyển xa quá cho nên là người ta buộc rất là kỹ. Cái hạt này ông dùng để làm câu cáo được này ông này. Dạ, đúng ngoài phòng. Đúng rồi. Đây như kiểu thì là cái chì ấy. Nào Mạnh, hộ chú chúng ta nào Mạnh ơi. Rồi nào, ông bên dưới nào, ông bên này ạ. Đấy. Ở bên kia là cái gì đây nhỉ? Cái này là tờ giấy trắng không đâu bác, cũng không có gì cả. Nào, cháu tìm chỗ mở ra nào. Ở đây thì là hàng là nước ngoài cho nên là người ta buộc và bọc và rất là kỹ các bác ạ. Chứ là phải loay hoay là phải tìm những chỗ băng dính cắt mở đó. Đâu? Đây có phải đâu. Chắc là bên này. Lau cho cái cá thì lăng tạc à. Dao này thì cũng là gọi là thành sắp thành đồ cũng đau. Máu quá. Mặc dù là thùng bé đâu nhưng mà nó nặng quá các bác ạ, thùng này ấy. Có. Đấy, vừa mới mở ra thì chúng mình nhìn thấy là có khá là nhiều đôi giày được các bác này. Đấy, vừa mới mở ra thì nhìn thấy là toàn giày cái giày thôi. Nghĩa là đây là đây. Cái này là của Quyết này. Đấy, cho mở Quyết ra để cho Quyết xem đó. Tại vì là cái này là hai chị phải ký gửi cho ai thì hai chị đều đá đều là ghi tên hết được các bác nhé. Dạ. Cái áo này của bác này, áo này thì là hiện tại đang nóng quá cho nên là chưa có thể là mặc được, tí nữa đến nhà thì cho biết là mặc xong. Có hai áo chứ. Cái này là có hai áo đấy. Cái này là vừa rồi nhá. Để một tí cho Quyết thử xem nhá. Quyết nhá. Đây là quần nữa này.
tí cho đóng luôn một bộ. Đấy, chỉ đây đấy nha. Đấy, cái giày thì phải nói là đi học thì rất là bền các bác ạ. Gồm có hai đôi giày này. Quyết thì đứng lên cho chú thử thế nào. Cái này là của Quyết mạnh nhá. Nào, đứng lên thế nào. Khô thì khá em nhiều khi. Hai khoai mẹ, thả nếu chứ chắc, thả nếu nhung chứ chắc. Vừa không? À, Quyết. Nào, ra đây xem nào. Tiếp là bên này nữa. Cái đấy là của Quyết ông này, của Mạnh này khác. Từ từ bỏ ra đó, Quyết bỏ ra đó. Đấy, đấy nhá. Đấy, vừa chưa? Vừa đúng không? Đây, cứ ngồi xuống nào, ra cho chú xem ạ. Đây này là mày. Đồ này thì cũng là đều là size như nhau cả các bác nhé. Thì có được sẽ không có thử cho Quyết nữa. Để cho Quyết là đem về nhà. Những cái đôi giày thì phải nói là đeo đi học thì rất là thích nhiều các bác này. Ở dưới thì nó hình thành là như kiểu là những cái đinh này rất là chắc. Đấy, của Quyết. Quyết ngồi xuống nào. Cứ ngồi xuống hẳn nè. Tí con này hở đi hả? Quần đi thủng rồi đấy. Ôi, quần thủng rồi. Quần thủng rồi. Khoanh chân nào. Khoanh được chân nào. Đấy. Còn cái này là của bé Mạnh này, cô bác này, cái này ấy. Nào, bây giờ thì Mạnh thế nào? Hầu như là áo này thì cũng giống như của Quyết hết cả cô bác ạ. Đấy như nhau. Đấy, cũng đều nhau. Một tí nữa, hay nhiên là sẽ thử nhá. Nhá, một tí sẽ mặc vào nhá. Từ từ cái này là. Ông thử giày cho Quyết này nào. À, cho Mạnh nào. Đấy, đẹp không hả mày? Đấy, mừng, thích lắm đấy các bác ạ. Ông thử cho Mạnh nhá. Để cháu đọc nghe xem nào. Đôi giày này bé Mạnh có thể mang đi lúc mưa, đi suối, học hoặc mang đi học khi giày bị bẩn, chỉ cần đem đi ngâm cho sạch bùn bám vào giày ra hết, đem treo lên là khô. Lực ơi, nếu bé Mạnh mang không vừa thì Lực đem cho bé Hiếu bên Quân nhé. Bên này giày để lội suối biển, học đi suối đó. Thì cái đôi giày này thì hai chị thì nói là nếu mà không vừa thì sẽ cho bé Hiếu của bác nhé. Đôi đấy vừa không? Không vừa đúng không? Vừa chưa ông? Ông thử đôi đấy xong là thử lại cháu thêm đôi này nữa nhá. Nếu mà không vừa thì cháu cho Hiếu ở bên nhà Quân. Vừa vào đây này. Đấy, đây này. Đấy. Rồi. Chuyển cho nhá. Đây, hai thanh niên thử đứng dậy cho nào. Thử đứng dậy anh xem nào. Cho chú xem nào. Đứng dậy nào. Vừa chưa hả? Đấy, rất là đẳng cấp của bác ạ. À, ông thử đôi này cho Mạnh nữa xem nào. Xem là vừa không. Vâng, đấy. Ông bỏ ra đi. Đấy, thử cho Mạnh nhá. Xem là nếu mà đôi đấy không vừa thì là để cho Hiếu. Của Quyết này thì là vừa đúng không? Quyết này như nhau hết cả các bác ạ. Vừa không hả Quyết? À Mạnh. Chúng xem nào, vừa mà nó đã đi hết đâu rồi, thấy kéo ghê đấy. Thế này. Thế à? Thế. Đây này, tháo đi ra này.
Và như kiểu là giày nó mới của bác, thành ra là đeo cảm giác như rất là khó vào, nhưng mà nó vẫn vừa rồi. Nếu mà cho bé nhú là nó sẽ hơi rộng. Vừa đúng không? Nào bây giờ mày thử ra kia thay bộ quần áo này cho nào mày này. Cho một tí mai đem đeo. Cái này này, lên một đây. Viên thấy nó, anh Sơn Văn Hùng có từ đây hơi mảnh không? Em còn thấy phải. Bạn thấy tay chưa? Này được. Mày này cái này là của mạnh nhá ông nhá. Cái này còn những thêm nữa của bác ở đây thì là còn thêm là rất là nhiều đồ nữa. Cái này là thuốc bổ là cho mạnh các bác nhá. Cái này là một ngày là ông chỉ cho mạnh là uống 2 viên thôi nhá. Cứ một ngày là cho mạnh uống 2 viên nhá ông nhá. Đừng, cái này là thuốc này là nó thuộc dạng như là kiểu kẹo thôi. Ông đừng có lấy là cả lọ ra cho mạnh nhìn thấy nhá. Uống nhiều quá là nó cũng biết bị say đấy. Nên là một ngày là ông cứ cho quyết là uống 2 viên nhá. À, cho mạnh nó uống 2 viên. Ở đây là có 2 lọ, thì là một lọ là sẽ dành cho là thuốc bổ này dành cho mạnh. Một lọ là cho mạnh, một lọ là cho quyết của bác ạ. Cái này là cho mạnh nhá. Còn của quyết thì có lúc là để đây đó. Những nước quyết mang về thì sẽ cho quyết. Này là bánh gì đây? Này cảm giác như rất là mát các bác ạ. Này thạch không ạ? Này thì không biết là cho ai. Cặp này ăn tay mời cho ông à. Cái này là để ông đeo nhức nồi cám lợn hay là nồi cơm không nhá. Còn cái này là hộp cá. Lúc nào mà ông muốn ăn đấy là ông bỏ vào trong cái nồi, ông đun đun lên cho nó ấm ấm, xong là ông bóc ra. Chỉ cần chưng lên một lúc là ăn được rồi cái này ấy. Nào mày ở đây ngồi đây nào, ngồi đây nào. Ngồi đây nào. Đấy. Ngồi đây. Đấy, ngồi đây. Giày của mạnh ở đâu? Giày của mạnh kia đúng không? À, cái này thì là cái không biết là cái gì cho lúc phải bóc ra đã, nhưng mà cái này là sữa tắm của bác ạ. Là có 4 hộp là cho có lực 1 hộp này. Em quay phim 1 hộp này và quyết 1 hộp này, mạnh 1 hộp này. Cái này là sữa tắm, cái này để ông này. Còn cái này là để cho quyết này. Còn cái này thì đưa đây này. Cái này thì là có được một hộp này. Em quay phim một hộp ấy, nhưng mà hôm nay là quay phim là không có bác. Thì là quay phim không có thì sẽ để cho em mìn. Cái này là một cái túi sách để cho ông đeo được điện thoại này. Đeo cái này đi với cán bộ đâu nhỉ. Có khi đeo cái này đi chợ người ta tưởng cán bộ đấy mà đâu. Này là để ông đeo điện thoại nhá, để tiền nhá. Còn là cái đôi này này các bác này, đôi này thì là hai chị tặng là em Lực là đi vào nước, giày này thì là đi vào nước là thoải mái này. Thì cho Lực xin phép là thử luôn này. Thử luôn là cho nó nóng các bác ạ, vì là cũng vừa mới vận chuyển ra. Thử tốt là cái cần dao. Đây là đi thêm vứa nữa là vừa đấy các bác ạ. Dao ơi!
giày rất là tuyệt vời các bác ạ. Thử một cái thôi đã cảm thấy là rất là yên chân rồi. Bây giờ để đây đấy. Ông đi, ông của Mạnh đi vào nước. Còn là cái đôi này là đôi cho ông nhá. Đấy. Đây là ông đi lội nước là thoải mái này không? Vâng. Ông của Mạnh đấy. Đây là chị có ghi ở đây rồi các bác ạ. Đây không? Còn là cái đôi này này các bác ơi, đôi này thì là cho em quay phim ấy, nhưng mà hôm nay là em quay phim thì hiện tại là đang nghỉ rồi, thì là sẽ để dành lại cho mình. Còn cái áo này này các bác này, cái áo này là hai chị Nguyệt Thúy nói rằng là hai chị tặng là quà sinh nhật. Đây là áo có bản đồ 50 tiểu bang ở nước Mỹ. Em coi tìm được tiểu bang nào của hai chị không đấy. Tiểu bang của hai chị là ở Cali các bác ạ. Không biết là có cô bác nào là Cali là với lại là của hai chị không. Cảm giác như là khó kỳ quá các bác ạ. Cali đấy, hiện tại thì ở đây các bác này tìm thấy rồi. Không biết là có cô bác anh chị Mạnh Thường Quân nào là ở bên Cali cùng với lại là hai chị là Nguyệt Thúy không. Khi mà các em nhận quà thì là cháu cũng nhận được quà của bác ạ, đúng không? Rất là vui. Còn cái này là một cái hộp đây này, bánh này, 4 hộp. Đây là toàn tiếng Anh, thì ra là cháu cũng không có đọc được mấy. Nhưng mà thấy là có 3, 4, 2, 3, 4. Cái này là hộp bánh kẹo thì các bạn cái này ấy. Cái này là hộp bánh kẹo thì một tí nữa để cho ông chia cho mấy anh em thợ là mỗi người một hai cái để ăn thử cho nó biết của bác ạ. Đấy, cái này là một tí là ông chia cho mấy anh em thợ là mỗi người là một hai cái để cháu biết ông nhé. Đấy, bây giờ để một tí nữa cháu ghi hình quay phim xong đã. Cái quyết đấy của Mạnh mặc được chưa? Cái nào quyết thử làm một bộ cho chú xem nào. Để đi nào. Trên này đây. Toàn đồ quá cả không nhá. Của Mạnh thử đây Mạnh. Không phải để chú chụp ảnh như nào? Có đẹp không? Là lùm bấm quay đúng không? Em thong ngại từ đâu? Không ngại đúng không? Nào quyết lên Mạnh là xong chưa? Thế nào? Mạnh đứng lên xem nào. Ông ấy, ông hộ và Mạnh là đeo thế nào? Quyết cho chú lấy cái áo đây cho chú nào. Chú để đây đã. Đấy, chú để đây cho đã. Hôm nay có áo đẹp thì có thích không à Quyên? Thích. Thích à? Viết gì đi học phải giỏi nhá. Hai anh em mà đi học là không được bắt đạt nhau nhá. Đấy, giày dép thì có mỗi người là hai đôi rồi. Quyết thì đang Mạnh thì đang thử một chút. Lần đầu mà đeo cái loại dép này thì là không có thành ra là chưa biết đeo lắm các bác ạ. Xong chưa? Nào đứng lại nào Quyết. Mạnh đã biết làm đâu. Yeah.
Đấy. Nào quyết mạnh đứng lên thế nào mày? Ông chia cho mấy em thợ là mỗi 2 con này không? Ông ra kia chia cho mấy em thợ là mỗi 2 con. Để cho mấy anh em thợ là ăn để biết. Đấy nào, thế nào? Đứng đứng lại gần nhau thế nào? Đấy, để chụp ảnh thế nào? Đấy, từ từ nhá, lấy hộp cái này đã. Rồi, nào, tao dáng nào? Khoác vai thế nào? Khoác vai nhau thế nào? Quyết khoác vai mạnh thế nào? Quyết đặt tay lên vai của mạnh thế nào? Đây này, để trên này này. Để trên này này, nào mạnh thế này. Mạnh đi vào một tí. Đấy, nào mạnh luôn nữa, mạnh ra đây. Khoác vai của Quyết, đấy, như này thế nào. Thì chú chụp ảnh như nào, nào im nhá, cười nào. Cười nào. Nào mạnh, để tay xuống, nào mạnh không cầm. Rồi, đấy đẹp chưa, có thích không? Thích à, thay quần áo xong thì nhìn là mặt là mũi là sáng sủa ấn hẳn. Đấy, cho Quyết này. Lần sau phải biết xin Quyết nha. À, hôm nay thì cháu Lực cũng rất là cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thí rất là nhiều, gửi những cái phần quà rất là đẹp và rất là thích nữa các bác ạ. Đấy, các em thì là mặc dù là hai chị chỉ là theo dõi những cái thức phim thôi, hai chị cũng đã biết được rằng là các em là đi sai gì rồi. Đấy. Nào mày ngồi xuống nào, mày ngồi xuống nói nào. Của mày là đôi này là vừa đúng không? Rồi, vừa rồi thì cháu sẽ không lấy cho bé Hiếu nữa. Bé Hiếu thì chắc là đeo thì chắc là sẽ lớn hơn cô bác này ông. Đấy, còn về cái thuốc bổ cái gì nãy cháu dặn ông ấy thì là ông nhớ là cho Mạnh uống như thế nhá. Đấy, cứ một ngày là hai viên vào. Đấy, Quyết thì một tí nó sẽ cho về bảo với lại bố mẹ của Quyết là cho sau. Đấy, quà của Quyết thì cũng có rất là nhiều. Đấy, chắc là cái video này thì cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn hai chị Nguyệt Thí rất là nhiều và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Đấy. Ông nhận được quà thì như này thì vừa thì có vui không? Có vui. Vui à? Đấy, ông gửi một lời tạm biệt tới tất cả các bác được không? Xin chào các chị, các bác, người cò đến hai ông cháu, tôi thì cái vui mừng lắm rồi. Xin cảm ơn các chị, các bác. Con chào cảm ơn các ông, các bà. Con chào các ông, các bà. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun vào nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ủa ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Ủa. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy.
Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ong sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Ông thì có lời cho các bác các chị thì chỉ ra lúc này để mà chủ bình nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị rồi nữa rồi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác. Rồi, xin cảm ơn. Mm-hmm.